Chào mừng anh em đến với kinh đam mê năng lượng để tiếp tục video là trả lời câu hỏi của anh em thì hôm nay có một câu hỏi của một anh có viết comment như thế này Anh xin cho em hỏi em có 16 cái bình 30A em muốn dùng hệ năng lượng Vậy theo anh mình xài 24V hay 48V vậy? Xin anh tư vấn cho em và chỉ em cách câu bình Em, em xin cảm ơn anh Dạ rồi, qua cái câu hỏi của anh thì à, chắc có lẽ là tôi dành riêng cái video này để à, hướng dẫn cùng à, anh câu kết nối 8 cái bình ha, chắc có lẽ là bình 30A, bình Yamato đúng không anh? Đó, thì tôi dành riêng cái video này tại vì cái hướng dẫn mà câu 16 cái bình như thế này à, nó rất là dài dòng, đó nên à, cái video này tôi chỉ... À, À, dành riêng để hướng dẫn cùng anh xem và tham khảo ha. đó thì à, cái cách hướng dẫn của tôi á, thì tôi không có đủ 16 cái bình để à, đem ra câu thực tế cho anh. nhưng mà ít nhất thì tôi cũng vẽ à, một cái hình minh họa để hướng dẫn cùng anh rất là chi tiết rõ ràng cụ thể ha. đó à, tôi cũng không có biết lập trình trên trên cái máy tính nữa. đó thì à, nếu mà biết lập trình trên cái máy tính đó, thì có thể có thể là hướng dẫn anh rõ ràng và cụ thể hơn nhưng mà tôi sẽ dùng cái búp lông tôi sẽ vẽ vẽ lên một cái nền đó để hướng dẫn cho anh cái cách câu thì anh hỏi hệ 24 thì, hay 48 thì theo tôi nghĩ anh có 16 cái bên này thì anh nên sử dụng hệ 48V nha anh đó cho nó bền bỉ nha đó thay vì mình sử dụng hệ 24V cũng được thôi nhưng mà nó không có hay bằng hệ 48V đâu đó thì à, nếu mà anh có 16 cái giày theo tôi á, thì anh nên tham khảo những cái con ba tích hợp ba trong một quá như anh thấy trên hình á, giá cả anh cũng thấy luôn á anh mua cái con này á, sử dụng ha rất là ổn áp anh ạ à, pin thì pin năng lượng thì mình có thể là mình sử dụng mình câu nối tiếp á, làm sao nó vượt lên trên 120V ha chẳng hạn như mình dùng những cái tấm pin à, anh có 16 cái pin này Phan để tôi đón đón xem nha không biết anh sử dụng bao nhiêu ký lô quát điện nhưng mà theo tôi nghĩ á tầm tầm mà khoảng là trên 1.000 pin à, cho hệ 48V thì anh cũng có thể là dùng 3 tấm pin mỗi một tấm 450W anh câu nối tiếp lên thì anh sử dụng cái con 301 hệ 48V này nó rất là thuận tiện ha đó mình sử dụng cái hệ áp cao đi cho nó tốt, và nó bền bỉ theo năm tháng nha anh. Đó, rồi thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh cái kết, cái cách mà kết nối nó cũng rất là chi tiết rõ ràng cụ thể. Tôi sẽ vẽ dạ và hướng dẫn anh câu luôn cái mạch cân bằng nha. Đó, chứ là nếu mà hệ câu nối tiếp mình không dùng mạch cân bằng thì nó sẽ hư hỏng các cái cái bình ác quy mà mình câu nối tiếp lên mà mình không lắp mạch cân bằng thì nó sẽ dễ hư hơn rồi đây nè tôi có vẽ à, trên cái à, nền gạch này là 16 cái bình 30 a ha đó thì đây là một hai ba bốn bốn cái ha bốn giải nè là 16 cái bình thì cái cách kết nối vừa câu nối tiếp mà vừa câu song song cho anh sử dụng uh, hệ 48 v và hướng dẫn anh câu luôn cái mạch cân bằng ha đó rồi, thì à, sáu cái bình thì anh sắp xếp thứ tự theo thế này cho nó đúng nha. Thì đây nè, à, ví dụ ha, đây là cái cọc 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 dương của bình, đây là cọc âm của bình thì mình sắp cứ đúng cái giải. Đây là một cái giải nè, thì đây là cái giải ở ngoài nè bốn cái hoài nè ha, bốn cái hoài thì đây là dương dương nè dương thì theo thứ tự là dương. Còn bên đây âm thì tất cả là đều âm ngay bên đây cũng được, thì mình sắp xếp như vậy nó đều vậy hết. Rồi thì cái cách câu dây điện từ câu nối tiếp lên 48V thì đây nè. Từ từ dương mình câu qua âm đây. Ha, tôi vẽ như vậy chắc anh nắm được cái thông tin. Rồi, tất cả là đây. Đây là câu nối tiếp nha anh, câu nối tiếp thì cộng qua trừ, cộng qua trừ này. thì anh có thể là nắm được là cả là 16 cái bình đang câu nối tiếp lên một giải hai giải ba giải bốn giải vậy đây là có một giải là bốn cái nha anh bốn giải này câu nối tiếp lên 12 hai bốn ba mươi vậy là mình câu nối tiếp lên á cái đầu bên đây là cái đầu dương nè bên đây là nó ra là 48 mươi tám này nè hai dương bên đây là dương 48 mươi tám nha anh đó dương 48V nha. Bên đây á, thì nó ra là âm. Âm 48V nha. Rồi. Như vậy đây là cái bốn cái bình mình đã câu nối tiếp lên 48V rồi. Bên đây là cái đầu dương 48V. Bên đây là cái đầu âm 48V. Rồi thì ở đây mình có một giải, hai giải, ba giải, bốn giải, bốn giải, 16 cái bình mỗi một giải bốn cái. Đó thì mình vừa câu nối tiếp mà vừa câu song song vừa câu nối tiếp vừa câu xong để chi để cho nó tất nhiên là ở đây anh có 16 cái bình mình phải câu song song câu song song là sao câu song song thì ở đây nè cái hàng này á, cái hàng này á, là câu nối tiếp nha anh thì đây qua đây qua đây qua đây qua đây là nối tiếp lên 48V còn song song á, là từ đây qua đây qua đây qua đây cái hàng này là câu song song là tất nhiên là cộng qua cộng cộng qua cộng cộng qua cộng trừ qua trừ là song song còn cộng qua trừ cộng qua trừ là nối tiếp nha anh đó tại sao mình phải câu song song hết cái giải bình này lại để mình sử dụng một cái mạch cân bằng cái thứ nhất cái thứ hai nữa tính 16 cái bình nếu mà mình câu song song quyên cái giải này á chỉ là có bốn cái thôi tại vì bà mình câu song song quyên giải này lại mình câu song song bốn cái bình này lại thì nó chỉ có một cái thôi thì đây một cái, hai cái, ba cái, bốn cái bình. Đó. Tôi nói vậy cho anh dễ hiểu rồi chứ gì. Nếu mà mình câu không câu song song lại á, thì ở đây á là mình phải câu á, là một một cái mạch cân bằng, hai mạch cân bằng, ba mạch cân bằng, bốn mạch, mạch cân bằng, tổng cộng á, là bốn cái mạch cân bằng. Ờ à, thì ở đây nó tính ra là 16 cái bình, câu nối tiếp chứ không có tính bốn cái được. Còn nếu mà mình câu song song, song song là đây nè, thì anh phải lưu ý đây nè cộng qua cộng nè đây là cái hàng này nè là là là, là tính uh, cái giải này tụi nó có một cái thôi cộng qua cộng đó à, nếu mình câu xong vậy vậy là cái giải này á ở đây cũng vậy ha ở qua này thì tôi vẽ sao nha thì ở đây mình có một cái thôi rồi rồi trừ qua trừ tôi vẽ nó hơi quằn què một chút nha cái quan trọng là anh phải nắm được cái thông tin chú ý nha đó nói tiếng anh uh, câu song song nha Rồi song song tất cả cái giải bình này lại Thành ra nếu mà câu song song tất cả 16 cái bình này lại á Thì ở đây anh chỉ có bốn cái thôi bốn cái bình anh đang câu nối tiếp lên hệ 48V bốn cái vậy là chỉ cần dùng một cái mạch cân bằng ha Rồi vậy là còn những cái bốn cái cặp quay bìa này 48V âm âm ra 48V dương ra 48V rồi Thì ở đây mình làm như thế này Đây mình câu cộng dây điện ra đây âm nè ra 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 đây cái bàn này nó hơi hụt lại nè à, thì tôi vẽ thì à, đây à ở đây ra song song đây là song song rồi nè cái cọc dương của này tới đây và cái cặp dương cái cọc dương đây tới đây là song song rồi đây song song đó anh lưu ý cái chỗ này nha cái cọng dây điện từ đây đến cái điểm này anh làm cái trung tâm làm cái phen ngay đây nè để ra tải và vô tải ngay đường này cái sạc xuống cái cộng dây tôi ví dụ anh sử dụng cái con biến từng hoặc là những cái con kích lẻ sạc lẻ gì thì tất cả đều cái cộng dây âm xin lỗi cái cộng dây dương cái cộng dây dương từ sạc xuống hoặc là ra kích thì anh kết nối ngay chỗ này làm cái trung tâm làm cái phen ha mà lưu ý ngay chỗ này những cái cộng dây này á từ đây đến đây á tôi ví dụ nó dài 3 tắc ha thì cái cộng bên đây cũng dài cái độ dài nó 3 tắc nó đều nhau hết chứ anh đừng có lấy cái cổng bên đây à anh thấy nó dài quá anh thấy tôi vẽ nó dài anh câu nó dài ba tắc cộng đây hai tắc cộng đây tắt đừng nha đều hết nha đó thì cái điện dc này á quan trọng á là dây điện mình kết nối phải cho điều ngay cả bên trong này dây điện nó đều rang hết không có cổng ngắn Cộng dài và cộng lớn cổng nhỏ nha anh cố gắng làm sao mà thiết kế những câu vừa câu nó tiếp vừa công xong cái dây điện nó phải đều với nhau đó ngay đây á thì mình vừa ra thì mình đã xong xong rồi tại vì á ở đây ra đây thì mình túm lại ngay đây thì tất cả đều vừa nói tiếp nè nó vừa ra đây là 48V nhưng mà nó vừa song song luôn nguyên một cái dải dương của bên đây nó song song luôn ra tải vô tải thì cái này chỗ này ha ngay cả cái đầu bên dương này cũng vậy thì đây nó cũng tương tự như là cái bên âm này thôi đó thì nó cũng ra đây thì tôi vẽ vậy nè đó nhưng mà anh lưu ý đi cái cọng dây điện cho nó đều nhau nha cái độ dài từ đây từ đây từ đây cho nó đều nhau nha cứ anh thấy tôi vẽ nó vắn nó dài vậy thì chỉ minh họa thôi nhưng mà lưu ý nó đều nha. Rồi. Thì ở bên đây á là cái điểm này á, là cái điểm à, âm của 48V thì tất cả thì những cái cộng dây dây điện mà từ sạc xuống sạc xuống thì anh câu vào đây và ra kích cũng câu vào đây luôn thì bên đây á là cái bên đây là cái cộng à, tôi nói bây giờ nè cái cọc bình âm 48V nằm ngay chỗ này. Và cái cọc bình dương 48 v nó nằm ngay chỗ này thì anh muốn sạc xả vô thì hệ 48 v thì anh cái cái cộng dây dương anh câu vô chỗ này cộng dây âm anh câu vô chỗ này rồi bây giờ đến cái cái mạch cân bằng thì chắc hồi nãy giờ thì cũng anh nắm được phần nào rồi chứ gì rồi cái mạch cân bằng tôi sẽ vẽ đây cái mạch cân bằng rồi tôi sẵn tôi đưa cái hình minh quả cho anh luôn ha anh đang thấy trên hình á bộ cân bằng ha anh Bộ căn bằng 48 V nè. À. Bộ cân bằng 48 V thì cái bộ cân bằng này nó có tổng cộng là 5 sợi dây đó. Bây giờ như anh thấy trên hình. Đó anh có thấy cái cái trên hình không? Thì cái bộ cân bằng 48 V này cái căn bằng này nó căng là 20 A trên 1 giờ nha anh, chứ đừng có mua cái mạch nhỏ nữa nha. Thì ở đây nó có là năm cộng một cộng vàng và một cộng xanh lá, một cộng xanh dương và một cộng trắng, một cộng đen thì đó bây giờ á, như thế này cái cộng cái cộng vàng á cái cộng vàng á, là anh đây bây giờ á, nó ra năm năm cộng đây là cái cọng vàng, cộng vàng nè cộng vàng á, thì anh bắt vào cái 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 cọc dương của cái bên 48 v ha cái cộng dây vàng nha cái cộng dây vàng á, anh bắt cái điểm dương này đó rồi bây giờ á, nó có một cái cộng dây vàng và cái cộng dây đen là hai cái cộng dây đầu và dây đuôi. Còn lại cộng dây xanh lá, xanh dương và cộng trắng nó nằm ở giữa. Rồi, một cái cộng dây đen. Cái cộng dây đen thì anh bắt qua cái âm ha. Cái cộng này là vàng nha. Đây nè. Vàng nha, dây vàng ha. Dây vàng nha, ra là 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 cái cọc bình của cái cái cục dương 48V, còn cái này là dây dây đen ha. Rồi dây đen thì câu ra cái 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 cọc âm của 48V Còn lại là cái cọng dây xanh lá nè Cái cọng dây xanh lá Thì đây ra đây, đây Cọng dây xanh lá Anh bắt vô cái cái cọc dương của cái 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 bình này Đó thì anh cũng thấy trên trên hình Rồi kế tiếp là cái cọng dây màu xanh dương Màu xanh tím đó Bắt qua cái cọc dương của bình đây Rồi còn lại cái cọng màu trắng Cái cọng màu trắng thì anh bắt ở đây Vừa cái cục dương bệnh đây rồi vậy là chỉ cần một cái mạch cân bằng thôi là nó căng hết 16 cái bên này tại 16 cái bên này á tại vì mình câu nguyên cái dọc này nè mình câu song song rồi tính ra tính ra chỉ có bốn cái thôi vậy á, là 16 cái bình của anh ha nếu mà vừa câu xong vừa câu nối tiếp mà vừa câu song song hết vậy là anh chỉ có bốn cái bình thôi nha anh có bốn cái bình câu nối tiếp lên sử dụng hệ 48V tính thực tế ra chỉ có bốn cái bình thôi nha bốn cái bốn cái Câu nói tiếp lên sử dụng 48V Rồi Thì chắc có lẽ là tôi đã hướng dẫn cho anh rõ ràng cụ thể rồi Nhưng mà không biết anh có nắm được cái thông tin này chưa Đó Thì à, anh sử dụng hệ 48V ha Cho nó ổn định và lâu dài nha Đó Rồi qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh Xin chân thành cảm ơn anh Đó cái video này quá dài rồi anh em à Đó Trên 13 phút rồi rồi bây giờ tôi sẽ xin tạm dừng video nếu anh có thắc mắc gì thì có thể là comment với cái phần bình luận của video này để tôi hướng dẫn cùng anh tiếp hả rồi như vậy xin cảm ơn